kính thưa cha và cộng đoàn, con xin chúc tụng con Maria Ánh 61 tuổi, con người Gò Vấp. Con được rất là nhiều ơn, nhưng mà con xin kể hai ơn gần đây nhất thôi. Năm ngoái con bị đụng xe gãy cái cổ chân, thì ai cũng phải ái ngại, mà bác sĩ cũng ái ngại cho con mà sợ nó không có lành. Thế con cũng cứ trông cậy vào Chúa, con nhờ chị con nhắn tin cho cha, thì cha cũng nói là cứ yên lòng. Thế tự dưng một tháng rưỡi con đi tái khám thì bác sĩ cho con biết là cái chân con nó liền rồi. Thế là một tuần sau con được tháo bột luôn. Thì con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Thế gần đây nhất là con bị bệnh tim từ năm con 42 tuổi. Thế con vẫn để bác sĩ bên viện tim vẫn điều trị cho con từ năm đấy đến giờ. Thế cách đây 10 năm con đã bị thông tim rồi. Thế nhưng mà tháng trước thì tự dưng bác sĩ khám cho con xong thì bác sĩ bảo con là tháng này con phải đi CT lại, đi CT lại, con quên rồi, đi CT 64 lát lại, rồi có thể là con bị đặt ten. Thế con về con buồn lắm, con lo lắm. Thế con cũng lật lên gặp cha, cha đặt đầy cầu nguyện. Trong lúc cha đặt đầy cầu nguyện thì con cứ xin Chúa chữa lành trái tim con. Thế hôm qua con đi tái khám thì hàng ngày con vẫn cứ miên man trông cậy vào Chúa, con cứ xin Chúa chữa lành trái tim con, ban cho con trái tim khỏe. Thế là tự dưng hôm qua con đi tái khám lại thì bác sĩ bắt con phải đi làm lại hết chi các thứ hết, thì đến khi có kết quả thì bác sĩ hai tay giơ ra bắt tay con và chúc lành cho con, chúc mừng cho con, nói là trái tim con tốt lắm rồi. Thế là con mừng lắm, con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa. Thế hôm nay vâng, thì chị em, anh chị em nhớ là lúc lên mà xin đặt tay cầu nguyện như là chị ấy đó, là lúc mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện là chúng tôi phải tập trung, phải hết lòng hết sức mà cầu nguyện, thì cái người được đặt tay ấy cũng phải hết lòng hết sức mà cầu nguyện, thầm thí mà cầu nguyện như chị ấy đó, để Chúa xin Chúa chữa lành cái trái tim của con. Chứ phải lúc là lên đặt tay, chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em mắt thì láo lên rồi thì lấy cái này rồi quay cái kia rồi nắm tay luôn đủ thứ chuyện hết, không. Lúc đó là mình dốc lòng cùng hiệp ý với cả cộng đoàn, cả mấy ngàn con người lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng chuỗi thương xót cầu nguyện cho cái người đang được đặt tay. Và ơn của Chúa xuống qua lời cầu nguyện của cộng đoàn, qua việc mà chúng ta thực hiện khiêm tốn chân thành lên để xin được đặt tay và cầu nguyện. Mình một lòng một ý hiệp lòng mà cầu nguyện như vậy. Chúa nói ở đâu hai ba người họp nhau cầu nguyện thì Chúa ở giữa, và bất cứ điều gì con xin thì Cha trên trời sẽ ban cho các con. Mà lúc đặt tay, được đặt tay chị em không xin, chị em cứ đứng như là trời trồng, hoặc là mắt thì lao lên, hoặc là nghĩ một cái gì khác, không có tập trung cầu nguyện thì ơn Chúa không xuống được đâu, và chắc chắn không có phát sinh hiệu quả đâu. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng chuỗi bên côi chuỗi lòng thương xót gửi tặng cho chị trong ngày lễ mừng mẹ hồn xác về trời lễ vọng. Chúa chúc lành cho chị. Nào mời anh bạn.